Sáng nay ngày 23 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Quan Hóa, kiểm tra tình hình trực sẵn sàng chiến đấu tại tuyến biên giới. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và cấp ủy chính quyền huyện Quan Hóa. Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Quan Hóa, di tích lịch sử cách mạng Hang Co Phương, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà chúc Tết gia đình thương binh hạng 1/4 Cao Văn Thăng ở bản Éo, xã Phú Xuân, thăm chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ bà Hà Thị Thảng ở bản Éo, xã Phú Xuân, năm nay tròn 100 tuổi. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc các gia đình đón năm mới an khang, hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của đồn biên phòng Hiền Kiệt. Tại buổi làm việc, đồng chí đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, những thành tựu nổi bật của tỉnh đạt được trong năm 2023. Sau khi nghe lãnh đạo đồn biên phòng báo cáo tình hình công tác của đơn vị, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua, cũng như tinh thần sẵn sàng chiến đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hiền Kiệt. Đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục đoàn kết, nâng cao tinh thần cảnh giác, tập trung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, góp phần giữ vững an ninh biên giới, chăm lo đời sống nhân dân. Nhân dịp năm mới, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tặng quà và chúc mừng toàn thể cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng Hiền Kiệt mạnh khỏe, đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.